Ok anh em nha, ở video này thì Khải đầu tư thêm mua cái ngọc bội nhu tình phòng thủ 24 anh em. Thủ 24 đỡ Khải có thể bơ can ở ngoài á, cũng như là đi bay qua bay đồ cho nó trâu một tí nè. Nói chung là bỏ lượng kháng lo đi một chút cũng được, đỡ lấy lại cái lòng phòng thủ nè. Ở ngoài tính ra Khải cảm giác ở ngoài á, lượng kháng lo thì ok đấy, nhưng mà phòng thủ không có. Nên là lúc giao tranh dễ bị chết lắm. Ví dụ như thằng đường môn hay là thằng cái bang anh em, nó quất Khải cái là Khải chết luôn. Nên là ở ngoài Khải đó, Khải đẩy lên lượng phòng thủ như thế này là thấy ok nè, bỏ bất kháng lo cũng được. Thì ở ngoài thì mình hay giao tranh có ngầm mi rồi đi với bang anh em, nên cũng lên được 75+3, 75+4 rồi. Nên là ở ngoài Khải sẽ ưu tiên cái phòng thủ ngọc bội lên, ok luôn. Còn đi tống kim thì Khải sẽ mang là ngọc bội này nha anh em. Khi đi tống kim thì cũng có thể Khải mang là ngọc bội này, lát kháng lôi, hoặc là Khải sẽ mang như thế này. Khải đi tống kim, Khải trải nghiệm thử như thế nào thì anh em từ từ xem thử nha. Đó, thì vì mình cảm giác là đi giao tranh á, ngồi và lẫn trong và lẫn ngoài cũng vậy, ở ngoài cũng dở chết, là dở chết với những thằng đánh sát thương vật lý. Ví dụ như Thiếu Yên, Khải không có phòng thủ này, ví dụ như vậy, Khải không có phòng thủ này, Khải không có phòng thủ. Gặp những con Thiếu Yên á mà tương đối mà ngang ngang với Khải á, nó quất Khải 2-3 cái, Khải cũng chết đó. Và vào trong tống kim cũng vậy, gặp thằng Thiếu Yên nào cũng tầm 4 kỹ năng như này đi, nó quất Khải 1-2 cái, Khải cũng chết. Nên là cảm giác là phòng thủ mình rất là thấp. Tuy rằng vào tống kim là cắn 75+1 luôn á nè, nhưng mà cảm giác đánh đủ nhanh chết lắm. Nên là được Khải mua cái ngọc bội này đi, coi như là vừa mua vừa trải nghiệm đi nè. Trải nghiệm với một phần là mình sẽ bơ ca bên ngoài đó, bơ ca ngoài bỏ bất kháng lôi cũng được. Rồi phòng thủ lên 39-40 đó, kẹp vô ngang mươi thì phòng thủ cũng khá là ok đấy. Phòng thủ cũng được 5-70, 70-80 đấy, biết đâu có thể là 75 phòng thủ nếu mà kẹp ngang mươi ấy. Ngày mai bên lượng bài boss, đúng rồi, ngày mai bên lượng bài boss nha anh em. Đó, thì video này thì Khải như mua khoảng 2 kim thôi nè. Khải khó lại luôn, khó lại luôn. Đó, hai món này sẽ thay ra thay vào, thay ra thay vào. Đó, ok luôn. Thấy chưa, quá đẹp chưa. Rồi bây giờ xong rồi, giờ đây dẫn lên bãi đi chan thôi anh em. Vứt mấy cái này ở ngày mai công thành, sẽ chuyển mấy cái đồ này đi bán. Rồi, anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho cái video này, Khải mua cái ngọc bội này một lao chia sẻ cho anh em ơi. Và Khải sẽ đầu tư thêm đồ này nọ thì Khải sẽ up video cho anh em xem. Hiện tại bây giờ Khải đang muốn mua thêm cái nhẫn kháng lôi 30 mà chưa có nè, sẽ vừa chưa có, mà là cái dây chuyền đẹp đẹp hơn một chút. Dây chuyền này thì cũng gọi là tầm cùi bắp thôi. Kháng cả 8 kháng lôi cao là đẹp, nhưng mà lượng phòng thủ thấp quá, lượng kháng cả thấp quá.